Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV cho phần chơi Minecraft Sky Factory 1 cùng bé Thiên Con và bé Thiên Cha đang đứng trên đầu bé Quỷ Lửa Con. Nè, Quỷ Lửa Con nè, thấy không? Đang đạp đầu đó nè. Ghê chưa? Đạp đầu Quỷ Lửa, nhảy pưng pưng luôn. Quỷ Lửa nó không làm gì hết á. Thì mấy cái này là mấy bức tượng chúng ta có thể tìm thêm được ha. Để mình kiểm tra coi mình có bức tượng nào trong này nữa không. Cây thiêu có nữa nè. Đây là cái bức tượng, đây là cái góc của bức tượng. Nhưng mà nó không có làm được gì hết trơn hết á. Thì theo mình nhớ là cái này á, nếu mà tác giả cho phép á, tác giả của mod pack cho phép thì vẫn có thể lấy cái này chế tạo những bức tượng khác được. Rồi và vô đây. Để đâu đây, để đâu cho vui. Đây đi. Ui. Kìa vậy. Ấm lên. Có phải chuột được không? Không kêu gì hết trơn nha, chỉ để tượng lên chơi thôi. Đây là Elder Guardian đứng lên trển. Đứng lên giống như là lên cây gai vậy đó, ghê thiệt. Và ta bước xuống. Và trong tập trước thì chúng ta đã có được những món đồ điện rất là xịn sò. Để sạc điện nè, để làm điện nè. Và nó xài không bao nhiêu hết trơn hết á. Xài đã mấy bạn một cục Nether Star thôi. Xài tới giờ luôn chưa hết nè, thấy không? Và có thêm được cái Wireless Crafting Grid nữa. Bây giờ mình sẽ cần phải lấy ở bên đây là Soul Sand kết hợp với Wither Skeleton. Rồi ta sẽ cần phải có một cái lever. Lấy một cái lever. Còn gì nữa ta? Hắc diệm thạch không được. Lấy cái khói gì đó. Khói gì đó cũng được. À, coi redstone lamp được coi. Redstone lamp có không? Không có hả? Bấm redstone lamp cho nhanh. Rồi để bấm redstone lamp. Ra cái đèn. Bỏ vô một cục. Bang, lấy xuống. Ta sẽ đi qua bên kia. Giờ cần phải lấy lại em này luôn. Đập ra. Mình đã gắn được cái mob Karin Yuthil, mob Master. Bỏ vô trong ba cái nâng cấp. Đầu tiên là sát thương, cái thứ hai là looting hay là may mắn á, và cái thứ ba là chảm thủ ha. Thì đối với Wither Boss ta chỉ xài được có cái đầu tiên thôi. Và chúng ta sẽ không có được 10 cái Nether Star khi mà sử dụng cái looting này đâu nha. Cái này chỉ áp dụng như những con quái bình thường. Con Wither này là Wither Boss ha các bạn. Nó là một con boss. Không có chuyện mà người ta cho chơi sung sướng vậy đâu nha. Nếu mà chơi được một phát 10 cái á, là còn gì để nói nữa. Bây giờ trong người mình không có cái Nether Star nào hết. Chúng ta sẽ làm cho các bạn coi luôn. Đây. Để có nhiều bạn thắc mắc là sao không bỏ vô trong này để kiếm 10 cái cho đã. Không có chuyện kiếm 10 cái ha. Wither Boss giả dạng những người dân làng vô tội. Dân làng ba đầu. Rồi vô đây em, vô đây. Đỏ một cái cho nó vô, nó bị xử lý nè. Rồi xong rồi đó. Là chỉ được một cái Nether Star thôi. Và rõ ràng mình đâu làm gì đâu. Mình chỉ gõ nhẹ con Wither Boss để nó chạy vô trong này. Chúng ta coi lại lần nữa nha. Không có chuyện mà một phát được 10 cái đâu. Vô vô em, vô. Đẩy nó vô. Coi chừng nó nổ trúng cái cục redstone block bên dưới thôi. Nãy tính gắn cái redstone flam xong gạt cầu dao á, nhưng mà chơi redstone block cho nhanh. Rồi nè, hey hey, bỏ nhẹ một cái. Rồi mình đi ra. Đó, và vô chậm lượm đồ chơi. Một cái nữa là hai cái, nãy giờ hai con. Như vậy ta có thể kết luận được là con Wither Boss mặc dù bị hạ gục bằng cái phần Mob Master luôn, nhưng cũng chỉ có một cái mà thôi, không có chuyện 10 cái. Thì trước giờ nó là vậy rồi, mình biết chắc chắn điều đó luôn. Đó không có gì lạ hết à, biết chắc chắn điều đó luôn á. Để mình vô đây mình múc cái này một cái. Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị thêm những cái laser drill, industrial forcoin. Toàn mở lên cuốn sách hướng dẫn. Nếu mà gặp khó khăn không hiểu cách thực hiện hay là không hiểu cách sử dụng này nọ, mở sách hướng dẫn lên. Bây giờ phải đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng là vậy á. Giờ khó khăn quá biết tìm gì trong đây thì search vô laser drill. Laser drill cần gì? Cần phải có laser orb bay và flu. Có hai cái này chứ. Sao kỳ vậy ta? Cái này một cái đúng không? Fluid laser bay. Coi laser coi. Một cái laser drill. Bây giờ mình sẽ cần phải có cấp độ này. Ta sẽ cần phải có cái fluid laser bay, cần có cấp độ advanced. Pink slam còn không? Hết rồi. Hết pink slam rồi. Vậy phải đổ latex vô trọng. Bên đây hết latex rồi hả? Bên này còn latex không? Hết rồi. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải có 5 cái bay, 5 cái machine frame. Thì symbol machine frame laser drill. Này đơn giản dữ ta. Chỉ là symbol thôi. Đồng ý. Nhưng mà cái khó là cái bên này.
cái reel bên đây và ta cần phải có 4 cái này, cái này một cái, này 4 cái, vậy là cần phải có 4 cái symbol, 5 cái symbol trước đi qua đây chuẩn bị. Thì công thức của những cái machine frame này mình cũng đã làm rất là nhiều lần rồi. Thì chúng ta sẽ cần phải làm 5 cái. Nhưng mà khoan, plastic ta có đủ hay không? Mình đã chuẩn bị thêm những cái phần plastic cũng như là thêm netherite scrap ở bên kia để đi qua lấy. Netherite scrap là một cái chuyện mà vô cùng mệt mỏi luôn á, phải cho nghiền trong đây. Cho nên ta phải nhanh chóng tìm được nó bằng một cách khác. Cách nào đó thì đi bây giờ đang làm nè các bạn. Giờ qua bên này một cái. Trong đây hết rồi đúng không? Còn được nhiêu đây? 14, 14 được thêm có một cái nữa à. Có thể chưa đủ. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cần phải cho tăng tốc vô. Đây là 1000 latex. Và cái này có chỗ bấm không? Không cho bấm. Không cho bấm thì phải cho từng bước vô rồi. Bỏ vô và vô. Chạy đi. Cần 1000 latex để ta có thể làm được trong đây là một cái fit upgrade. Speed upgrade bên đây còn đang thiếu một miếng. Có speed upgrade. Bỏ vô. Vèo 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 liền. Thấy vậy mới được. Đó, được thêm 1000 nữa. Giúp cho những cái máy đi tích lũy thêm nhựa cây chạy nhanh hơn. Và tất nhiên điện năng xài cũng nhiều hơn. Nó đi đôi với nhau ha, lúc nào cũng là vậy. Rồi còn chần chờ gì nữa mà không thêm một cái nữa đúng không? Chúng ta vô chổng. Bấm này vô nhiều quá. Chỉ cần có đủ 2 cái là ok rồi. Và thêm diamond gear. Bên đây đủ chưa? Đây đủ 1000 rồi nè. Lấy ra 1 cái tháo xuống tốc độ chậm lại. Và cái này có thể xài được bên máy bên này luôn. Ghê không? Bỏ vô 1 cái là nó xong rồi. Vậy chắc chắn ta phải bỏ vô chậm 1 cái đi. Để mình có dư cho chuyện khác. Kéo bên đây, kéo bên này. Và giống như hồi nãy thêm 2 cái diamond gear nữa. Diamond gear, chúng ta bấm công thức. Thì đỡ một cái á, là ta không có cần phải nâng cấp từ cấp độ thấp hơn là cấp độ 1 ha. Nó lên hẳn cấp độ 2 luôn. Nó sung sướng hơn nhiều. Và em này đâu? Diamond gear. Đâu được nữa không? Nó không có cho mình bỏ vô thêm nha. Nếu bỏ vô thêm được thì mình cũng bỏ luôn rồi, chạy cho nhanh. Và bây giờ ta sẽ cần có tới 4 cái. Vô chổng đi em ơi. Tốc độ hơn. Cái này thì bỏ vô chung được không? Cũng không được luôn. Nghĩa là ta chỉ có thể bỏ mỗi máy một cái tăng tốc cấp độ 1 với cấp độ 2 thôi. Vậy thì cấp độ 1 có được không? Đúng không? Cấp độ 2 bỏ vô được một cái, cấp độ 1 có được hay không thì bây giờ phải chờ rồi. Mình hết latex rồi. Đã có thêm latex. Khi mà cho nâng cấp vô á, bên đây nó nhanh hơn. Bên đây chưa được phân nửa nữa. Rồi và bây giờ ta sẽ làm nâng cấp cấp độ 1 nha bà con. Cấp độ 1 thì cũng giống như cấp độ 2. Thay vì cho diamond gear, nó sẽ cần phải có gold gear 2 cái. Tới thời điểm này thì đối với mình những món đó là bình thường rồi. Và cho thêm đường vô là xong. Vậy thì nó có thể kết hợp vô được hay không? Bỏ vô. Không được luôn. Bị từ chối. Không cho bỏ vô. Cái này á, ta có thể chuyển qua bên những cái máy bên đây ha. Máy bên này khó chịu nhất á, là những cái cỏ. Có cỏ là không cái gì có xuất hiện được hết trơn á. Phải xử lý hết mớ cỏ đi. Ê, cái này vui, cái này vui. Đâu rồi, cái kiếm của tôi đâu rồi? Tiễn em lên đường liền. Ơi mất rồi, không kịp rồi, trễ quá. Thiệt luôn á. Và trong này được 500, bên đây là được đầy đủ. Quá dữ luôn, jumbo tăng bự thiệt bự mà đã đủ rồi nè. Vậy là phải cho vô bên nào ta? Cho vô bên đây đi ha. Ủa bên đây đang có range upgrade chứ không phải là speed upgrade. Thì nó chạy nhanh hơn nữa thôi. Giờ trong này cứ để cho bên đó xử lý. Vậy là mình không có cần chế tạo cấp độ 1, mình chế hẳn cấp độ 2 luôn. Mình đã có thêm được một cái nâng cấp cho cái máy bên đây. Và chắc chắn là 4 cái máy này sẽ phải có nâng cấp hết. Và những cái máy của Industrial Fortune phải có nâng cấp hết thì nó chạy mới nhanh. Người ta sẽ làm một cái block laser. Công thức đây. Còn thiếu đá cuội. Rồi còn thiếu gì nữa? Ủa sao chơi Enderside? À, chơi cái này hơi bị phê nha. Đâu có giữ miếng đá nào đâu đúng không? Enderside.
Rồi không có giữ cái cục nhỏ nhỏ nào hết trơn hết đó. À, Pepple là dục hết rồi. Không có luôn. Tự dưng nó đòi Enderside. Suy nghĩ. Bên kia có không? Bên đây nè. Ít đá có Enderside không? Bên đây đá cuội rồi đá nhẵn gì này nọ. Có. Bây giờ cái vấn đề là phải đi tìm cho ra Enderside. Nó đây. Và nó đây rồi. Giờ thắp sáng lên cái. Để cho nó đừng có xuất hiện những cái chuyện như hồi nãy. Đây đập ra. Nhanh nhất ha. Lỡ hốt vậy hốt luôn đi. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Cây đuốc. Cắm lên đây một cây. Cắm trên này một cây. À, cái này thì để đó đi. Chúng ta được ở đây là nó quất tùm lum luôn chứ không phải Enderside không. Enderside chỉ có ba mấy thôi. Nó đào những cái còn lại luôn mới chịu. Giờ đi về. Cái Venmai của phiên bản mới này nó ngộ lắm. Nó quất lỡ quất hết à. Nó không phân biệt ra. Và bây giờ quay về đây. Từ từ bình tĩnh. Bỏ vô bấm pen block laser. Block laser này có cần có điện không? Nếu cần có điện thì chúng ta sẽ cần phải cấp điện. Còn không cần có điện thì khỏi. Để xuống coi trước đi. Không cần có điện. Quá khỏe. Thiết ác hả? Thiết ác đúng rồi. Mà thiết ác hư rồi. Để sửa lại một cái. Tháo xuống. Đập ra. Đi xuống dưới. Khoan. Khỏi đi xuống dưới đâu. Đập cái này đi. Mình sẽ gắn ở đây. Nó nhìn lên. Bỏ gỗ vô. Rồi always on. Always on nha. Lúc nào cũng hoạt động hết. Là chỗ này muốn bỏ đồ vô đúng không? Là coi có cái upper không? Có luôn. Upper. Upper là đi xuống. Còn upper là đi lên. Đã lắm. Nè gắn cái upper vô một cái. Đồ tự động chạy vô. Chúng ta tháo đồ ra một cái nha. Bỏ vô. Ghê không? Upper đồ đi lên nha các bạn. Đó là upper chứ không phải là upper. Rồi đấy nhảy lên trên kia. Rồi ông thương nhân ơi. Ông bán gì trên này vậy? Hiện gì ổng không xuống chỗ mình mà ổng lên trển. Ta sẽ có rất là nhiều gỗ. Mình sẽ lấy 5 stack gỗ. Theo tôi hả? Thôi đừng theo tôi. Trên đây thì mình vẫn còn đang thực hiện một vài công việc nữa ha các bạn. Chúng ta sẽ đi xuống dưới. Vô trong đây. Bỏ vô cái upper. Vậy thì cái upper này lấy đồ ở trong thùng được không? Có giống như cái hopper hay không? Nè gắn vô một cái. Mở đồ lên bỏ vô. Vẫn lấy đồ từ trong thùng được. Giống như cái hopper vậy đó. Nhưng mà nó đi ngược lên thôi. Phải mà Vanilla Minecraft á. Nó cũng có được cái món upper này thì hay ha. Chúng ta không có cần phải suy nghĩ cách nào để chuyển đồ lên phía trên. Cứ quất vô upper là xong. Nhưng mà Vanilla làm gì được như vậy. Rồi giờ để gắn này vô một cái. Trong đây là rất nhiều gỗ. Đủ để xài rất là lâu. Còn trong này thì cần nâng cấp thôi. Mấy cái nâng cấp này á, tốt nhất là chúng ta nên kéo ra để mình chuyển đồ ra, chuyển cái chất lỏng đi ra luôn. Mình đã dọn ra những cái cục ở xung quanh và nhìn như vậy thì tất cả chúng ta đều suy nghĩ đến chuyện là đẩy hết vô trong cái máy này để xử lý kiếm thêm nhựa. Nhưng ta sẽ cần phải có công việc khác nữa, còn chế tạo này nọ, cho nên đừng có đưa hết vô trọng. Nên tháo ra bớt. Tháo ra bớt. Giờ để coi coi à, gắn sao cho nó đẹp. Chỗ này bắt buộc phải đi qua đây. Còn bên đây đi lên đây. Rồi vậy là bắt buộc phải ra tới chỗ này mới chịu. Cái cây đó đâu rồi? Cây range. Cây range. Chỉnh. Chỉnh và chỉnh. Chỉnh cho nó đúng. Phải lên chỉnh giờ. Bây giờ mình không ngủ nhưng mà cũng không có con Phantom nào xuất hiện à, tại vì chúng ta có cây Megathod rồi đó. Ok luôn. Và giờ đâu thấy đâu đúng không? Tăng liền. Tăng Singularity tăng. Hết sắt hả? Làm gì có chuyện đó. Sắt đâu? Quen 1, 2. Sắt còn nhiều lắm. Tại mình còn cầm ở ngoài thêm mớ nữa. Rồi quất lên này liền. Lên Jumbo tăng luôn. Để vô. Gì lấy tách có hai vậy? Sao kỳ vậy?
Hả? Ủa khoan, có điều gì đó nói sai sai. Tất cả đều chạy xuống. Mà nó không thể nào chạy vô trong đây được, nó sẽ chạy vô trong này chứ. Ủa? Hồi nãy thấy nhiều lắm mà. Đúng không? Nãy thấy nhiều lắm à. Sao ít vậy được? Không thể nào chấp nhận được nha. Đập cọng dây còn dư ra một cái, lấy lại. Và trong đây phải bấm ship mới coi được. Thì trong này đều có cái tăng tốc cấp độ 2 hết trơn rồi. Tốc độ nó sẽ tốt hơn ha. Và nó cũng tự động cho gỗ lên luôn. Mình khỏi lo gì nữa. Bây giờ mình chỉ cần chuyển cái này qua khi cần xài thôi. Và cái nữa là cấp nước. Đó tính sao? Cấp nước thì nhiều cách để chuyển lắm. Và trong này mình đã làm được ba cái Advanced Machine Frame. Lục lại trong tủ thì ta còn một cái. Này là trong những tập trước có làm á, còn dư các bạn. Bây giờ cần phải qua bên đây. Mở lên, được bốn cái plastic. Vô đây. Và trong này nó sẽ cần phải có là Pink Slam. Cái cấp độ cao là Pink Slam. Advanced Machine Frame, ok luôn. Hay rồi. Cái này cần phải sạc điện lại nè. Hết điện là hết xài nha. Và bắt tay vô chế tạo Fluid Laser Bay hoặc là Laser Drill. Ủa cái Laser Drill này sao thấp quá vậy? Simple Machine Frame thôi vậy. Đơn giản vậy à, cấp độ này cao quá vậy. Chế độ xịn nó có khác ha bà con. Diamond kim cương còn hai cục à. Rồi xong. Kim cương và kim cương. Ta đang gặp vấn đề về kim cương. Còn kim cương cục nào không? Luôn. Ở bên kia Essen thì kim cương đang đem trên đó rồi. Nguy hiểm. Ngay lúc cần thiết lại hết kim cương nữa chứ. Thiệt luôn á. Tôi đâu có muốn điều đó xảy ra đâu. Vậy là ta phải cho xử lý thêm mớ kiếm kim cương. Ta đang trong giai đoạn là cần phải có rất nhiều thứ để chuẩn bị nhiều thứ nữa. Rồi ở đây thì nó laser drill nó dễ hơn. Nói chung cái nào làm trước cũng được, nhưng mà mình sẽ ưu tiên cái fluid laser base. Cái fluid nó quan trọng hơn. Và cần phải có những cục iron ore chân nữa hả? Iron ore chân thì quá chừng, khỏi lo, một đống luôn. Cần gì có đó. Bây giờ kiếm thêm kim cương cái. Mình đã có được thêm kim cương. Lấy xuống mấy chục cục nè à, gom lại đồ trong cái thùng này bớt. Bitumen cũng gom lại được luôn. Cái đó từ từ mình xử lý ha. Người ta đâu cần phải chạy qua bển đâu. Có cái này mà. Mở lên vô đây. Rồi đây là Fluid Laser Bay. Còn thiếu hai em này. Bỏ chậm. Cứ bỏ chậm là được. Và thêm một cây cuốc chim kim cương. Bing. Có được cây cuốc chim Fluid Laser Bay. Rồi chạy ra đây. Cái này nó giống như là cái Void Ore Miner vậy đó các bạn. Thì đây là một trong những cái mà nó còn xuất hiện trước cái bản mod Environmental Pack nữa. Tại vì tiền thân của Industrial Forge á là My Factory Reloaded ha. Giờ cần phải kiếm chỗ một cái. Kiếm chỗ nào thoáng mát đi. Ở bên đây chẳng hạn. Giờ để ra trước. Mình sẽ coi mở lên. Ở đây là Fluid Laser Bay. Và cần phải có cái lens nữa. Nhưng chưa hết. Cần phải có thêm 4 cái nữa chiếu thẳng vô chổng, giống như chiếu đèn vậy đó. 4 cái nữa thì 4 cái gì? Arc Laser Base. Plastic nữa hả? Sao plastic hoài vậy? Không. Sao cứ đòi tôi plastic hoài? Căng thẳng quá. Chúng ta chạy qua đây. Cái đó có chạy vô trong này rồi. Thì nãy giờ mình xử lý công chuyện bên đây được 5.000. Ta sẽ bỏ vô trong đây xử lý. Bỏ vô. Chạy đi và tháo cái tốc độ qua một cái. Chắc chắn mình sẽ làm thêm mấy cái tăng tốc để nó chạy được nhiều hơn ha. Trong này plastic như nãy chế tạo cái hết trơn rồi. Tôi hận. Đồ của Industrial Forge làm phê thiệt luôn á. Ở dưới này á mình không có muốn bày ra nhiều quá nữa, tại vì mình chuẩn bị dọn lên trển rồi. Rồi mình bày ra nữa đó thì sau này cái việc mà dọn lên trển của mình nó phê lắm. Cho nên ta cần phải coi lại chuyện đó ha. Mà bây giờ Tiny Dry Dropper 20 em mấy này chưa đâu. Phải được 36 mới được 4 cái. Cái này cần tới 8 cái lận. Hoặc laser base. Chơi dữ vậy. Laser rail. Ủa không phải, coi laser rail á, không phải arc laser bay ha.
Khoan, không, tại sao còn thêm 4 cái symbol nữa? Ủa, 4 cái symbol hả? Ôi, làm lộn rồi, nâng cấp lên thành advanced rồi, cái đó là làm lộn rồi, không? Làm lộn nữa mới ghê, thiệt tình luôn á nha. Để bỏ vô sạc cái thiệt nhanh, kiểm tra bên đây nó mới chạy mở nữa nè, thấy không? Rút cũng ghê, tại vì bây giờ mình xài điện nhiều hơn rồi, nó có mấy cái tăng tốc á, xài điện nhiều hơn cho nên chúng ta sẽ tốn rất là nhiều. Đó là chuyện bình thường thôi các bạn. Ở tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có được một chỗ để tự động xử lý những phần nhựa cây mà không có cần phải có mình xuất hiện ở trong này nữa. Và chúng ta cũng sẽ cần phải tích lũy thật là nhiều để xài trong thời gian tới. Còn bây giờ, mình sẽ tạm dừng tại đây và gặp lại các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye!